Cặp nhóc tỳ Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà trông đáng yêu như búp bê. Cặp song sinh Lisa và Leon lộ rõ vẻ hào hứng khi được ở bên mẹ. Mới đây Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh của cặp nhóc tỳ sinh đôi Lisa và Leon. Hai bé mặc đồ đôi cực xinh xắn, Lisa còn đeo chiếc băng đô hình nơ đáng yêu như búp bê. Vẻ mặt của các con Hồ Ngọc Hà lộ rõ sự vui vẻ, hào hứng khi ở bên mẹ. Có thể thấy hai em bé sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý càng lớn càng kháu khỉnh và đáng yêu. Mỗi biểu cảm của Lisa và Leon đều khiến người xem phải tan chảy. Bảo sao trang cá nhân của cặp nhóc tỳ đã có tới hơn 100.000 người theo dõi. Theo chia sẻ gần đây của Hồ Ngọc Hà, dù là sinh đôi nhưng Leon lại có sự phát triển nhanh hơn Lisa ở cân nặng, đồng thời cũng bộc lộ tính cách hiếu động, tinh nghịch hơn nhiều. Mỗi ngày những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của hai bé đều được Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho Lisa và Leon thậm chí còn hot không kém gì bố mẹ. Là sao? Là khóc hay là cười? Adu tu 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 t